Hello chị. Hi, today. Yeah, I'm good. How Okay. about you? I'm okay. How's your weekend? I just stay at home because yesterday I have a friend. He visit my house, so I can't have an online class with you. That's okay. I always spend my time on my weekend. Maybe at just only stay at home, and I often go to church on Sunday. Go Okay, to church. and maybe spend because my daughter she goes to school all the week, just at the weekend. She wants to stay at home, and maybe play with her iPad or watch TV or do something, or maybe do her homework, so she doesn't want go out. So that's why I stay at home with her. Rarely go out. And I stay with you our lesson. Our next part. How about the task 7? Do you have time to do it? Can you see it? I heard it, but it's quite difficult. Okay. Do you want to check the tech grid because it's related to task number 8? Okay. We should listen. We got to task it. It's okay. Okay. This one is for task 7. Maybe it's quite different, difficult. We have the task 8 here, Tao. Complete the idioms and set phrases from task 7 with the words below. Listen again and check your answers. Okay, we do it. Idiom said places. Idiom and set phrases about books. Be a bit of a bookworm. Okay. Number 2, Thảo. Going, what going? Be Here we going. a bit of a bookworm, just like reading book a little bit. Bookworm kiểu một sách còn bia bít là bookworm mà hơi một sách một chút chút Okay. Do you think so? Because we need to listen more about maybe after this one we check the tech to find xíu more information about that. How about go in here, huh? mean here we going. Here. Happy going. What does it mean, huh? Happy going. Heavy going is mean that maybe the plot of story is really long, tedious. Wait. Maybe something this someone difficult to understand, huh? Too long. The story is too long and Too long. difficult to understand. So we Yes. have the word heavy going. And number 3, huh? I couldn't I get to it. get into it. Get into Into it. it. What does it mean? Is it hard to understand something? Okay. Number 4. I heard the transcript. It is just a book. Just a book. Just by its cover. Yes. Okay. Just launch a book just by its cover. I mean, anh kể đi anh em cũng gì kiểu như không không đánh giá quyển sách qua cái trang bìa ấy. Nó chỉ nghĩ đen vậy thôi thôi. Ok. Number 5. Read between the lines. I heard it. The page.
a room. How about number five? Huh? Number seven. I'm sorry. Number six. A room real page page channel. turner. What does it mean? I don't know this the meaning of these phrases. This mean a real page turner. It means a book that is very exciting. Yeah, a real page turner, very exciting. Yes, a book, an exciting book. Okay. Yeah. Read between the, read between the lines. The lines. It means phải có nghĩa là đọc đến nửa quyển sách đúng không chị? Read between the lines. To look for or to discover a meaning in something that is not openly stated. To discover something. Có nghĩa là thật khó, là đang tìm kiếm hay là tìm ra cái nghĩa, ý nghĩa mà của một cái gì đó mà nó không có thật sự là được được nói ra, tức là giống như là mình phải tìm hiểu thật là kỹ á Thảo ha. Tại vì cái nghĩa nó giống như là nó không có rõ ràng đó. Mình look for or discover the meaning of something that is not openly stated. Nó không có nghĩa rõ ràng. Phải đọc và nghĩ kỹ phải thì đọc, mới hiểu đúng được rồi, cái người khác đúng không? Giống như là phải đọc ở giữa, đọc kỹ càng đó Thảo ha. Read between the lines. To a long shot, story short. To cut a long, story short. Short. À là What tóm tắt lại câu chuyện hả? A long story short. Okay. It means we use this sentence when we want to say that you will get to the point of what you are going say you are saying quickly without including all the details. Tóm tắt lại câu chuyện. To cut a long story short. Mình làm cho câu chuyện ngắn lại. Một câu chuyện dài ngắn lại. And number eight. Bedtime reading. Good bedtime reading. Look at this one, easy. Yeah. Reading. Đọc trước đọc sách tốt cho việc đọc trước khi đi ngủ hả ha? Hay là việc đọc sách trước khi đi ngủ sao ta? Mình thấy vậy. Good bedtime reading. Thôi mình cứ xem cái cộng này là bedtime reading là đọc trước khi ngủ Thảo ha. Okay, now we have this one Thảo, the transcript here. Em thấy cái bài nói của bạn này cứ vòng vo kiểu gì. I'm a bit, chắc nó làm khó hiểu. I'm a bookworm. I always have a book on the go. Why is the book? I have a book on the go. I always have a book. Là luôn luôn mang theo cuốn sách khi mình đi đường á. Oh really? On the go. Recently, I read Dream Eye, which is a chatbot prompty I previous. Bạn đang nói về Jane Eye này, xong lại nói về Shirley. I previous with Shirley another her novels. Which is set in Joseon during the Industrial Revolution. I found Shirley rather heavy going, a bit tedious. Heavy going nghĩa là dài dòng. A bit tedious, really, with extremely long and complex sentences. I just couldn't get into it. Có nghĩa không hiểu được không? But I'm not on to just a book by its cover. So I was pleasantly surprised by Jane Eye. I didn't expect it to be equally here going, but it wasn't. In fact, it's a real page turner. What is page turner? Interesting. Exciting. Yes. That's right, huh?
Whereas really is a third person narrative. Narrative này thì em quên rồi. Nhưng mà thứ ba là Narrative à, miêu tả từ giống như là mình là cái người kể chuyện á Thảo. Có thể là những trong những cái câu chuyện á là thì là có người thứ nhất, người ta sẽ kể chuyện, cái nhân vật mà nhân vật tôi sẽ kể chuyện đi, còn ở đây là cái nhân vật thứ ba, tức là một người đứng ở ngoài xong rồi mới kể lại cái câu chuyện đó nó đó Thảo. Ví dụ như tôi nhìn thấy là không sẽ làm sao ha, có những chuyện á là Thảo sẽ thấy là nhân vật thứ nhất, nhân vật tôi với lại là nhân vật thứ hai là xảy ra chuyện gì đó, thì ví dụ như nhân vật tôi á mà để kể câu chuyện đó thì Thảo sẽ gọi là the first person narrative, mô tả ở người thứ nhất, cái sự mô tả miêu tả là đứng ở cái nhân vật người ngôi thứ nhất đó Thảo, còn cái này là đứng ở ngôi thứ ba để kể lại câu chuyện đó đó. Cũng Jane is writing the first person. Central to the plot is the relationship between Jane and her employer, the researcher. The characters are, I think, beautiful drawn làm đã quên mất rồi. Draw. rồi. Buồn à, buồn chán hả Thảo? Cái gì mà Buồn. Buồn. Beautifully drawn and very rồi. confused. I like Jane because she's a strong character who knows her own mind. Who knows her own mind? Hiểu hiểu bản thân cô ấy. The plot is quite complex. Con It là mệt wasn't. mỏi á Thảo, mệt mỏi và Cái từ draw này hình như là cũng là từ hoàng hôn đó sao nhỉ? à, từ trọ bình minh đó Thảo, nhưng mà nó sẽ không có từ, không có chữ R là bình minh, draw là bình minh, còn có chữ R nó sẽ là mệt mỏi. Những nhân vật tôi nghĩ rằng nó rất là mệt mỏi và convincing, Thuyết phục không có thuyết phục, không có thật Thảo, convincing, không có thật convincing convincing thuyết phục. là convincing, unconvincing là không có thật, vậy thì cái này là có thật phải. Để để Convince, tí không nữa nghĩ mình gì. trang. Between the lines, it isn't always clear what is going on. You have to read between the lines, but I like that about it. It's quite mysterious at times, and towards the ending, the story gets quite macabre. Cái từ macabre ở trong đấy nó chỉ đọc là macabre thôi chị ạ, nhưng một số từ điển nó là macabre. Chilling. Essentially, the plot hinges. Cái từ hinge là đại là từ gì chị nhỉ? Quên mất rồi. Hinge. Hints. The plot hinges on the identifier mysterious person. Lắp đặt ở đoạn nào như sao sẽ tự nhiên mất vậy? Essentially, the plot hinges essentially. Đây. Không chuẩn Hints on. Hints on. It's mean. hinges. Hints on. Hints on. Depend completely. And depend on. Depend on but hinge on the identify of a mysterious person. Cái cốt truyện thì dựa vào Việc nhận định. nhận định về cái người bí ẩn, mysterious. Only meet towards the end of story. There are lots of twists and turns. Có nhiều mối xoắn và mối gỡ đúng không? But to cut a long story short and without giving away the ending, which is very poignant, the identity of the mystery person is revealed.
devastating consequence. Câu này hơi khó nhỉ. But to cut a long story short, nhưng mà tóm tắt lại à? Nhưng mà tóm tắt lại thì là And giving away ending. công việc Và đưa ra cái ông kết đưa ra kết luận đúng không? à. Với which very poignant, rất là thấm thía. The identity of the mystery person is revealed. Cái nhận định về Ê, cái nhân người vật bí ẩn bí ẩn. tiết lộ. Tình. Devastating consequences. Devastating là cái gì À. nhỉ? Devastating. Cái gì kia? Consequence là kết quả. À, Những cái chuỗi, cái chuỗi sự kiện á, những cái ờ. chuỗi hành động á. Devastating chuỗi hành động, chuỗi sự việc. Ngoại sức tàn phá. Devastating, cái từ này quen. Devastating consequence. Hậu quả tàn khốc. Câu này khó hiểu nhỉ. But to cut a long story short, without giving away the ending, không đưa ra cái kết thúc như thế nào. Which is very poignant. Very poignant là rất là poignant, là thấm thía. Poignant. Rất là chua xót, thấm thía. Tại vì thiệt ra mình cũng không có biết cái chuyện này nè Thảo ha, nên nó càng khó. Mình không biết nội dung của cái chuyện này trước nè, nên là mình đọc mình nó khi mà mình thấy người ta cái con này nó nói lại về cái chuyện đó đó, mà mình chưa đọc cái chuyện đó nên mình cũng không có hình Có dung được hiểu. là nó như thế nào ha. Truly recommend. Với những cái Ok. Ok, chín đã kì chị ạ. à, với cái một cái chữ devastating này nó còn có nghĩa là gay cấn nữa Thảo. That shocked and upset you very much. Devastating. Có nghĩa That shocked là and upset you very much gây and the result of something that had happened. À, vậy thì là với một cái kết quả là rất là gay cấn, hay là một kết thúc rất là gay cấn đó, làm cho mình bị sốc đó. Devastating. tức giận. Cái nhận định ha, cái việc mà xác định được cái nhân vật bí ẩn đó là không, hoặc là cái danh tính của nhân vật bí ẩn thì được hé lộ, đúng không Thảo? Với một cái giống như là với một cái kết rất là gay cấn, dù sao đi nữa thì Tôi vẫn recommend true 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 gì roughly, shortly cái từ này acquainted. lần đầu tiên thì hơn hiểu tận tâm triệt để À, vì vậy là tôi là thật tâm tận tâm đề xuất. đề xuất cái cuốn sách này, cái cuốn truyện này là một cuốn sách tốt để mang đi đi nghỉ. Trong nghỉ của bạn, and good and really good bedtime reading too. Nên là mang đi mang theo cái cuốn sách này trong kỳ nghỉ, và đó là cái cuốn sách gối đầu giường đó. À, thì có thể cái đoạn này mình có thể dịch bằng cái cụm mà gối đầu giường đó Thảo. Good bedtime reading too. Ok Thảo, có gì để mình xem lại cái bài này. Bài này khó Mấy ha. bài đọc là Look at the photo, it was Out part of and get back with this part. Ok. yeah.
Okay.